Chào các bạn, phần trước thì Tân Đại Dương đã giới thiệu cho các bạn về cách thức visa Hà Lan như thế nào, cũng như thủ tục thời hạn xin visa thì bao lâu, và trong trường hợp thì hồ sơ của bạn bị từ chối thì bạn sẽ làm như thế nào. Các bạn thân mến, khi hồ sơ của bạn bị từ chối thì bạn sẽ được nhận một cái bản sao quyết định là có giải thích là cái lý do vì sao là bạn hồ sơ bạn bị từ chối. Bạn có thể khiếu nại quyết định này bằng văn bản và không giải quyết qua email trong vòng đó là 4 tuần kể từ ngày ra quyết định, và địa chỉ gửi sẽ được ghi trong cái thư này. Và bạn có thể là ủy quyền cho người khác khiếu nại thay bạn, hoặc là có thể là đại diện cho bạn tại các phiên tòa. Người này thì sẽ được bạn là ký một cái giấy ủy quyền bằng tiếng Hà Lan hay là tiếng Pháp, cũng có thể là bằng tiếng Anh. Và cơ quan chức năng cấp visa sẽ xem xét cái khiếu nại của bạn. Nếu được duyệt thì cơ quan ngoại giao sẽ được cấp visa cho bạn. Và nếu không thì bạn sẽ được nhận cái thư giải thích cái lý do vì sao mà bạn bị từ chối và không được xem xét cái đơn này. Thủ tục khiếu nại thường mất khoảng là vài tháng. Khi đi du lịch thì bạn còn mang theo những cái giấy tờ gì? Đó là khi đến các nước trong cái khối Schengen thì bằng visa thì các bạn nhớ mang theo bản sao của tất cả các giấy tờ hoặc là bằng chứng mà bạn đã sử dụng để xin visa. Và visa Schengen thì không cho phép bạn là có quyền là mặc nhiên vào các nước trong khối này. Và bạn có thể là yêu cầu cung cấp những cái thông tin, các giấy tờ liên quan, các nguồn tài chính trong cái thời gian này và cái mục đích của chuyến đi của bạn. Và bạn phải trình diện với cảnh sát quản lý ngoại kiều khi đến Hà Lan trong vòng đó là 72 giờ sau khi đến Hà Lan, và bạn phải đến cái cảnh sát quản lý ngoại kiều tại địa phương để trình diện, trừ khi là bạn ở khách sạn hay là cái điểm cắm trại. Trong trường hợp này thì khách sạn hay là điểm cắm trại sẽ làm thủ tục và đăng ký thông tin cho bạn với cảnh sát quản lý ngoại kiều. Và bạn có thể tìm hiểu cái thông tin visa này ở đâu thì các bạn có thể liên hệ với các cơ quan chức năng sau đây. Thứ nhất đó là cơ quan ngoại giao Hà Lan được đặt ở nước sở tại và nơi là bạn dự định là xin visa. Các trang web của họ thì sẽ được cung cấp đầy đủ những cái thông tin cần thiết như là giờ làm việc của bộ phận xin visa, cách lấy hẹn phỏng vấn, nộp hồ sơ, những cái giấy tờ gì cần mang theo và đóng phí visa thì như thế nào. Thứ hai đó là Bộ Ngoại giao Hà Lan, phòng visa và quản lý ngoại kiều của Bộ Ngoại giao thì sẽ giải quyết cái hồ sơ visa ngắn hạn là dưới 90 ngày do các cơ quan ngoại giao gửi đến cho cái mục đích như là bạn đi công tác hay là đi hội thảo, hội nghị, cũng có thể là tham gia các sự kiện văn hóa, thể thao, các hoạt động chính trị v.v. và hồ sơ của các cá nhân thuộc phòng hồ sơ viết trước đây. Và bạn cũng có thể liên hệ với phòng visa và quản lý ngoại kiều của Bộ Ngoại giao nếu như là hồ sơ của bạn thuộc vào một trong những cái mục nêu trên, hay là những cái thắc mắc của bạn không được cơ quan ngoại giao của nước sở tại là trả lời thỏa đáng. Thứ ba đó là phòng visa của Bộ Ngoại vụ và quan hệ Vương quốc. Bạn không được nộp hồ sơ visa tại cái bộ phòng visa của sở di trú và nhập tịch thuộc cái Bộ Nội vụ và quan hệ Vương quốc. Bạn chỉ được đến đây để xin cái cấp là visa khi mà bạn đã ở Hà Lan. Và phòng visa sẽ giải quyết cái hồ sơ xin visa ngắn hạn đó là dưới 90 ngày do các cơ quan ngoại giao gửi đến trong những cái mục đích sau. Đó là các bạn có thể là đi du lịch, thăm thân hay là thăm bạn bè, hay là tham gia các hoạt động nghệ thuật, học tập, tu nghiệp hay là thăm trường bè, trừ những cái người là thuộc cộng hòa Xô Viết cũ trước đây. Và bạn cũng có thể liên hệ với phòng visa và quản lý ngoại kiều của Bộ Ngoại giao nếu như là hồ sơ của bạn thuộc là một trong những cái mục nêu trên, hoặc là khi có những thắc mắc thì các bạn là không được các cơ quan ngoại giao của các nước sở tại là trả lời thích đáng. Và cũng có thể là các bạn có thể là gọi điện tới đường dây cung cấp cái thông tin của bộ phận visa thuộc cơ sở là di trú và nhập tịch. Nhân viên ở đây thì giải đáp cho bạn những cái vấn đề liên quan đến cái giấy phép tạm trú và những cái vấn đề khác liên quan đến cái việc là nhập cảnh vào Hà Lan. Và vậy thì ai sẽ là người quyết định cấp cái visa cho bạn? Thì hầu hết các cơ quan ngoại giao có cái thẩm quyền tự xét đơn. Và nhưng mà kể từ khi là Schengen visa có giá trị sử dụng cho 26 nước, một số quốc gia thì yêu cầu đó là bạn phải là công dân của một nước, phải khai báo và tham khảo ý kiến của họ trước. Và cái quy trình này thì có thể là mất đến 7 ngày. Do vậy là bạn nên dự trù cái thời gian khi nộp cái hồ sơ. Và vui lòng xem cái danh sách công dân của những quốc gia phải theo cái yêu cầu này. Và một danh sách yêu cầu thì khai báo với một danh
sách ra yêu cầu là tham khảo ý kiến này các bạn ạ. Sẽ xem các một ở trong hai cái danh sách này. Và khi một quốc gia là không bắt buộc là làm điều này thì họ có thể là chọn cái giải pháp đó là nhờ cái cơ quan chức năng tại Hà Lan tư vấn hoặc là xác minh thêm. Và tùy vào cái mục đích của chuyến đi thì hồ sơ của bạn sẽ được phòng visa và bộ nội vụ hoặc là phòng visa quản lý ngoại giao của bộ ngoại giao giải quyết. Và để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là để hỗ trợ về thủ tục xin visa Hà Lan thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới công ty Tăng Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam hoặc truy cập vào website tangdaiduong.edu.vn. Thân ái chào tạm biệt các bạn.